À, tiếp theo chúng ta có một khái niệm tiếp theo gọi là domain controller domain controller domain controller là gì là một cái máy chủ mà trên đó chúng ta lưu trữ cơ sở liệu của active directory thế domain controller chính là một cái máy mà trên đó chúng ta cài active directory trên đó và nó lưu toàn bộ cơ sở dữ liệu trong active directory, active directory gồm có tài liệu tài kho, cơ sở liệu về tài khoản người dùng cơ sở liệu về tài khoản nhóm cơ sở liệu tài khoản OU vân vân tận cất các cái cơ sở liệu khác của Active Directory thì cái máy đấy gọi là Domain Controller và trong một hệ thống uh, triển khai cái Active Directory thì chúng ta tối thiểu có một máy gọi là Domain phải có tối thiểu một máy là Domain Controller thứ hai trong Domain Controller thì nó sẽ quản lý các người dùng và nó cho phép tương tác uh, trong miền ví dụ như là chúng ta các máy tính chúng ta muốn đăng nhập vào muốn đăng nhập vào Active Directory đăng nhập vào tên miền thứ hai là chúng ta muốn chứng thực cái người dùng và ba là chúng ta cho phép là tìm các dịch vụ tìm kiếm uh, trong uh, directory directory. Như vậy cái domain controller nó có các uh, nhiệm vụ thứ nhất là quản lý người dùng và tương tác, ví dụ như quá trình đăng nhập. Bây giờ ví dụ như chúng ta muốn là uh, đăng đăng nhập ví dụ như tại một cái máy khách chúng ta muốn là uh, đăng nhập uh, vào một chúng ta muốn uh, muốn copy một cái file ở trên một uh, thư mục của file server thì như vậy đầu tiên chúng ta phải đăng nhập với cái ơ cao. Như vậy là khi sau khi đăng nhập thì cái máy domain controller phải chứng thực xem là cái tài khoản cái cao đấy của người dùng đấy nó có thuộc domain hay không Nên nó, nếu mà đúng thì nó sẽ có quyền bao nhiêu à, anh này có quyền hạn gì anh có quyền đọc ở trên thư mục đó không đấy nó có quyền chứng thực và có hoặc là chúng ta có quyền tìm kiếm các cái tài liệu trên domain à, active directory à, phần tiếp theo đó là cài đặt dịch vụ active directory thì chúng ta để cài đặt chúng ta làm như sau chúng ta gõ vào từ khóa dcvblueo và chúng ta có 3 bước. Bước 1 chúng ta nếu mà uh, domain đã tồn tại hoặc domain mới, chúng ta xác định là uh, domain chúng ta sẽ xây dựng uh, xây dựng uh, cái domain này mới hoặc là cũ. Nếu mà mới thì chúng ta cài mới uh, mới toanh, còn uh, cũ thì chúng ta có thể cài các cái sử dụng các domain tồn tại cũ. bước bước 2 chúng ta gõ vào tên domain, uh, gõ vào tên domain. Ví dụ thông thường là uh, tên domain cho cái mục của Forest root domain thông thường là tên domain đó là chúng ta thường ánh sạng là tên công ty ví dụ tên công ty của chúng ta là Hồng Hà .com, công ty về kinh doanh và Hồng Hà, về bút chúng ta ghi Hồng Hà .com, ví dụ về uh, công, uh, của trường chúng ta, chúng ta có thể là FPT Polytechnic .edu .vn đấy gọi tên. Thứ hai là chọn uh, chọn uh, uh, Forest Function even tức là chọn mức độ uh, là có thể chúng ta tích hợp với Windows 2000 hoặc là 2008, nếu mà chúng ta tích hợp với bản 2000 nếu mà chúng ta tích hợp với bản 2008 thì có thể nó không không hoạt động với bản dưới bản 2000 và chúng ta nên để tích hợp bản bản các bản thấp bởi vì trong hệ thống trong hệ thống mạng của chúng ta có thể có các bản phiên bản thấp hơn mà 2008. Và tiếp theo phần tiếp theo là cài đặt Active Directory thì chúng ta tiếp phần tiếp theo đó là sau khi cài cài sau khi cài dịch vụ Active Directory thì thông thường là chúng ta sẽ sử dụng cài luôn dịch vụ là DNS, dịch vụ tên miền DNS server và thông thường bởi vì chúng ta sử dụng tên domain tên domain chính là một tên miền đúng không thì chúng ta nên sử dụng cài dịch vụ Active Directory uh, tích hợp với dịch vụ Active Directory cài dịch vụ DNS và đề xuất chúng ta cho cái gọi là Post domain controller trong domain mới tức là lần đầu tiên chúng ta cài thì chúng ta chúng ta đầu tiên chúng ta dựng một domain mới tên công ty mới một cái mạng hệ thống mạng mới thì chúng ta nên sử dụng cái kiến trúc uh, DNS server tích hợp và Active Directory để nó hệ thống nó sẽ bảo mật tốt hơn và nó hỗ trợ nhiều tính năng hơn Thứ hai là global catalog là được uh, chọn mặc định, có thể read -babel là dbbe nếu server là domain controller hoặc là đầu tiên của forex. Tức là cái cái, cái đây là cái một cái cơ sở liệu toàn trong toàn bộ cái hệ thống. Thứ ba là chúng ta có thể cài gọi là read only domain controller, gọi là RODC. Thế cái uh, read only domain controller là một cái domain nó chỉ nhận nó sao lưu sao lưu toàn bộ cơ sở liệu của domain và nó gì nhỉ để nó hỗ trợ hỗ để nó giảm tải cho domain thì người ta có trong hệ thống mạng chúng ta có thể sử dụng một cái gọi là máy gọi là uh, read-only domain controller tức năng của nó là nó sẽ đọc thông tin từ domain và nó sẽ uh, phản hồi các, uh, tức là phục vụ các cái thông tin của người dùng khác ví dụ như là chúng ta có một công ty chúng ta có các chi nhánh ở các tỉnh ạ thì chúng ta trên cái trên tổng công ty chúng ta có thể cài domain, còn ở các uh, chi nhánh chúng ta có thể cài một cái gọi là read only domain controller để nó đạo sao chép toàn bộ thông tin từ phía cơ tổng công ty về về các cái chi nhánh. Thế chúng uh, cái hình này tôi sẽ giới thiệu chúng ta cái mô hình demo của bài hôm nay là mô hình demo Active Directory thì chúng ta thấy trong kiến trúc mạng chúng ta có đơn giản chúng ta có một domain, chúng ta xây dựng một domain, một cái máy chủ gọi là domain và cái máy chủ này chính là domain controller, cái active directory trên này. Thì địa chỉ của nó là IP là 192 168 6 2 mắc là 255 255 255, .255 còn gateway là 6.1. Uh, DNS là 192 168 6 2 bởi vì cái cái máy chủ DNS uh, máy chủ ở uh, domain controller này đồng thời là uh, tích hợp là DNS server cho nên là DNS và IP chúng ta để chung nhau. Thứ hai và tên domain của nó là edu vn Và thứ hai trên domain này chúng ta có tạo có cái tạo các cái đối tượng ví dụ tôi vừa giới thiệu của chúng ta thứ nhất chúng ta tạo các cái nhóm ví dụ như là các cái OU các đơn vị tổ chức ví dụ như phòng ban chúng ta có 3 phòng ban phòng công nghệ thông tin, phòng quản trị kinh doanh, phòng quản trị nhân sự và tạo các cái người dùng và chúng ta gia nhập các máy các người dùng. Tiếp theo là trong cái đối hệ thống domain này chúng ta giả lập ở đây chúng có hai cái máy tính. Cái máy thứ nhất là cái máy tên là FPT domain client 1, cái địa chỉ IP là 6.10, cái subnet mask là 25 255 250 không gateway là 192.168.6.1 là địa chỉ của modem, còn địa chỉ DNS là 192.168.6.2 thì chính là địa chỉ IP của domain uh, của domain controller. Cái này các các bạn chú ý đặc biệt cái này. Các bạn chú ý đặc biệt cái này là khi mà join vào domain ý, thì là cái địa chỉ DNS IP của DNS phải trùng với địa chỉ địa, domain của uh, domain controller thì nó mới khả năng phân giải được tên miền. Bởi vì tại sao? Bởi vì chúng ta thấy là chúng ta sử dụng dịch vụ tên miền đúng không? Cho nên chúng ta phải sử dụng cái À, và chính cái domain controller là một DNS server, chính vì vậy là chúng ta phải đặt địa chỉ của DNS của máy client phải trùng với địa chỉ IP của máy uh, domain controller. Tương tự cái máy tính thứ hai là địa chỉ 6.20 và DNS của nó cũng là 192.168.6.2. Nếu các bạn đã rõ cái này chưa Thế để cài đặt thì chúng ta làm như sau, bước đầu tiên các bạn uh, bước đầu tiên các bạn sẽ đặt địa chỉ IP cho máy server đó ví dụ IP là đây 192.168.6.2 uh, gateway là 6.1 và chú ý là uh, DNS là 192.168.6.2 trùng với con bởi vì cái máy uh, domain controller này chính là chính là cái máy chính là chính là cái máy DNS server cho nên là chúng ta sẽ đặt địa chỉ IP của body DNS server chính là IP của cái máy này như vậy chúng ta đặt địa chỉ IP cho domain controller chúng ta đặt IP đặt subnet mask Đặt địa chỉ IP của body DNS server là địa chỉ của domain controller chính là 6.2. Thế sau khi đặt xong thì các bạn vào các bạn vào start các bạn vào, vào, mục run các bạn gõ vào DCP promo, các bạn gõ vào lệnh DCP promo chính xe các bạn là ok. Thế thì ở đây cái tùy chọn ở trong cái mục gọi chua deploy mình thì có hai mục tạo thứ nhất là exit domain, exit for set, Faucet edit for set là nếu mà chúng ta là chúng ta nếu mà chúng ta cài một cái máy mà chúng ta đã có một domain rồi bây giờ chúng ta muốn cài một domain con hoặc là cài một domain dấu DC vân thì chúng ta sẽ chọn mục trên còn ở bài này chúng ta sẽ tạo một domain mới toanh cho nên chúng ta chọn mục dưới là create new domain in Early .forest chúng ta sẽ chọn mục này bởi vì chúng ta sẽ cài một domain mới đầu tiên xong các bạn nhấn next trong cái mục gọi là uh, trong cái mục gọi là, uh, trong cái cửa sổ uh, lên the forest root domain cái đặt tên cho cái cho cái gọi là tên rừng đặt tên cho tên domain ấy uh, thì trong cái mục gọi là full qualified domain name thì các bạn đặt vào tên tên tổ chức ví dụ như là ở đây chúng ta là fpt Bully Ado vn thì thông thường mỗi uh, cơ quan thì có một công ty một tên thì ví dụ như là công ty hồng hà kinh doanh về um, uh, văn phòng phẩm thì chúng ta có thể đánh hồng hà com vn À, chúng ta có thể các công ty khác chúng ta có thể lấy tên công ty và tên lĩnh vực kinh doanh của mình à, chúng ta nhập vào tên nhập vào sqdn cho uh, forest domain tên domain ví dụ chúng ta nhập vào fpt bully edubm và công à, chúng ta là đại học à, là trường cao đẳng thực hành fpt bully lĩnh vực về uh, đào tạo và việt nam